Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trong Thế Giới Xe. Và trong chương trình hôm nay thì Bửu Điền sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe mà tôi tin chắc rằng những ông chủ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ rất thích. Chiếc xe mà tôi muốn nói đến trong chương trình Trong Thế Giới Xe ngày hôm nay đó chính là mẫu S450L của Mercedes-Benz, một phiên bản được nâng cấp của mẫu S400 huyền thoại. Một cái điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa mẫu S450L và mẫu S400 của Mercedes-Benz đó, đầu tiên là ở ngay cái phần đầu xe, lưới tản nhiệt. Nếu như cái bộ lưới tản nhiệt của S400 ngày trước có 4 thanh kép thì bây giờ chỉ còn lại 3 thanh kép mạ chrome. Một cái điểm đáng chú ý thứ hai nữa đó chính là cái logo biểu tượng của Mercedes-Benz được đặt ngay trên nắp capo, giúp cho chiếc xe mẫu S450L này có vẻ là sang trọng hơn và bề thế hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì hệ đèn pha cũng là một cái điểm đáng chú ý. Hệ đèn pha này được trang bị công nghệ multi-beam LED, trong đó có 84 bóng đèn LED, có gắn chip điều khiển giúp cho cái việc kiểm soát chống chói tốt hơn. Và ngoài ra thì cái hệ đèn pha này còn được trang bị một chức năng gọi là Auto Range, giúp cho cái hệ đèn pha này có thể chiếu sáng lên đến khoảng cách 650m. Quý vị các bạn thân mến, một cái điểm đặc biệt nữa của mẫu S450L này đó chính là kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu của mẫu S450L này thì kích thước nó lớn hơn cái mẫu cũ trước đó. Ngoài ra còn một điểm đặc biệt nữa đó là có cả hệ thống sưởi, có nghĩa là khi chúng ta đi trong điều kiện mà mưa gió hoặc là ẩm ướt hoặc hơi nước nhiều thì thông thường thì cái chiếc gương chiếu hậu chúng ta sẽ bị mờ, đúng không nào? Thì bây giờ với chiếc mẫu S450L này các bạn không cần phải lo vấn đề đó nữa, bởi vì nó đã có một hệ thống sưởi tự động. Rồi khi các bạn dè xe cũng vậy, lùi xe thì kính chiếu hậu của S450L này cũng tự điều chỉnh. Và một cái tính năng đặc biệt nữa của mẫu S450L chính là hệ thống hít của 4 cánh cửa. Nó đặc biệt. Vì sao nó đặc biệt? Với những chiếc xe bình thường, với những cái mẫu xe khác, chúng ta thông thường chúng ta đóng cửa là các bạn phải đóng như này thì nó mới hít chặt được. Nhưng với mẫu S450L các bạn không cần làm việc đấy. Mọi người hãy xem Bửu Điền đóng cánh cửa này như thế nào nhé. Rất nhẹ nhàng. Đó, không một tiếng động. Và cái hệ thống hít tự động hít chặt cái cánh cửa này lại mà không cần phải dùng lực. Đó là một cái điểm mình rất là thích ở cái mẫu S450L này. Ngoài ra thì cái tay nắm cửa này cũng có cái đặc biệt để nói nữa nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy cửa đang mở đúng không? Bây giờ mình sẽ khóa cửa chỉ bằng một ngón tay cái. Cái thứ hai nữa là giờ mình muốn mở cửa thì chỉ cần mình đưa tay mình vào trong cái tay nắm, lập tức là cửa mở. Mọi người có thấy nãy giờ mình sử dụng chiếc chìa khóa nào không nào? Không cần chìa khóa xe, vẫn có thể mở cửa khóa cửa một cách rất là đơn giản. Như vậy thì chiếc xe này sẽ rất là dễ bị ăn cắp, ăn trộm, đúng không? Đừng lo, nói gì thì nói, làm sao một người lạ có thể mở chiếc xe này nếu không có chiếc chìa khóa trong túi? Có nghĩa là bạn không cần phải móc cái chìa khóa ra để bấm từ xa, bấm tới, bấm lui, mà chiếc chìa khóa đó chỉ cần trong người các bạn thôi. Tiếp tục, bây giờ mình khóa xe lại. Đó, và đèn và gương chiếu hậu tự động khép lại. Với cái mẫu S450L này thì cái phần đuôi xe cũng không có quá nhiều thay đổi so với các mẫu trước đó. Vẫn là những cái đường cong rất là biểu tượng của Mercedes-Benz, kéo dài từ trên đầu xe qua thân xe và đến phần đuôi xe. Và riêng cái hệ thống đèn hậu, đèn LED phía sau thì được thiết kế theo 3 tầng, cũng vẫn là công nghệ LED, nhưng mà chúng ta có cảm giác trong suốt giống như pha lê vậy. Nói đến dòng S-Class thì tất cả quý vị và các bạn chắc hẳn đều hiểu rằng dòng S-Class là dành cho giới doanh nhân, dành cho những lãnh đạo doanh nghiệp. Và chính vì vậy nó rất là nổi tiếng với cái sự sang trọng và tiện nghi của nó. Và với mẫu S450L mới này thì cũng không ngoại lệ. Bước vào trong nội thất của xe thôi thì Bửu Điền đã cảm nhận được cái sự sang trọng và tinh tế đến từng chi tiết. Chúng ta có thể thấy được là trong nội thất này được ốp nhất là bằng da cao cấp, đây, các lớp da cao cấp màu xám lông chuột. Ngay cả trên cái chiếc vô lăng cũng vậy. Đó, vô lăng thì
được thiết kế theo cái dạng ba chấu hình chữ V, và trên vô lăng này cũng có ốp da cao cấp và kết hợp với gỗ ốc chó, tất cả mọi thứ rất là tinh tế và rất là cao cấp. Mẫu sedan hạng sang này sở hữu không gian nội thất vô cùng rộng rãi. Xe được trang bị hai màn hình cỡ lớn, kích thước 12,3 inch chuẩn Full HD. Một màn hình hiển thị các thông số về tốc độ, vòng tua được thiết kế với ba giao diện tùy chọn. Kế bên là màn hình giải trí, cũng như điều khiển các tính năng của xe, được tích hợp tiếng Việt, có thể được điều khiển bằng giọng nói hoặc sử dụng thông qua touchpad ở bệ tì tay trung tâm. Xe có các kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Bố cục của cụm điều khiển cũng được điều chỉnh lại nhằm tạo sự tinh gọn và hỗ trợ người lái dễ thao tác hơn. Xe có 4 chế độ lái thông minh của Dynamic Select như Eco, Sport, Comfort, Individual được thay đổi chỉ bằng một nút bấm. Ở hàng ghế phía sau dành cho ông chủ, sở hữu chức năng massage cao cấp với 6 chế độ. Trong đó có 2 chế độ kết hợp với hệ thống sưởi tạo ra hiệu ứng massage đá nóng vô cùng thoải mái. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về các cải tiến mới của mẫu S450L Mercedes-Benz, từ ngoại thất cho đến nội thất. Và Quý Điền tin chắc rằng quý vị và các bạn cũng như mình cũng cảm thấy mẫu S450L này có quá nhiều điều thú vị, đúng không nào? Nhưng chưa hết đâu, bây giờ Bửu Điền mời quý vị và các bạn cùng Bửu Điền lái và trải nghiệm cảm giác lái của mẫu S450L Mercedes-Benz này như thế nào. Với thân hình to lớn, để di chuyển một cách nhẹ nhàng và êm ái, thì Mercedes-Benz đã trang bị cho S450L động cơ V6 dung tích 3.0 lít cho công suất 367 mã lực tại 5.500 đến 6.000 vòng một phút, cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 5,4 giây. Là mẫu xe hạng sang đầu bảng, Mercedes-Benz S450L được trang bị vô vàn các tính năng như hỗ trợ đổ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung Attention Assist, hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp hỗ trợ ổn định khi vào cua, hệ thống tự động bảo vệ Pre-Safe, Pre-Safe Impulse và Pre-Safe Sound, hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp. Đến đây thì chuyên mục lái và trải nghiệm trong chương trình Trong Thế Giới Xe trên kênh HTV7 sẽ được khép lại. Một lần nữa thì Bửu Điền xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến với Hasako Võ Văn Kiệt đã hỗ trợ cho chúng tôi mẫu xe S450L của Mercedes-Benz. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới kế tiếp, lái và trải nghiệm cùng Trong Thế Giới Xe. Xin chào, tạm biệt.